Trong phiên họp chiều nay, 27 tháng 8, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 19 nghị quyết làm cơ sở pháp lý cũng như tiền đề quan trọng cho sự điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố trong thời gian tới. Qua xem xét thảo luận, kỳ họp đã thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 39 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021, nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 40 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cần Thơ nghị quyết về phê duyệt chủ trương dừng thực hiện và kết thúc các dự án đã được hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020 nhưng không triển khai. Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hecta năm 2021. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016-2020 thành phố Cần Thơ. Nghị quyết sửa đổi bổ sung khoảng 1 điều 1 Nghị quyết số 09 trên 2019 ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực. Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động, lao động tự do trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghị quyết phê duyệt đề án tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về quy định chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố. Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022. Nghị quyết về mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp. Nghị quyết quy định thu hút nguồn nhân lực thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2026. Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư cho dây của quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. Nghị quyết quy định mức chi thực tế chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Nghị quyết cho ý kiến về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển đối với thành phố Cần Thơ.